Xin chào thầy, các bác và các anh em. Chiều hôm qua thì em có nhận được hai chiếc băng số, một chiếc JBL X200 và bộ mic RL của chú em ở Tây Ninh. Và đây là cái thiết bị cũng như là cái đánh giá của chú này khi mà sử dụng chiếc băng số JBL X200 và một chiếc DB S700 Plus của một chú em gửi đến căn trình. Em cũng chưa biết là chú này ở tỉnh nào, bởi vì khi dở ra thì chỉ thấy băng số không có thông tin. Thế thì chú em ở Tây Ninh này, đây là đang sử dụng với lại âm ly dao cua và cũng đã sử dụng văng cơ loa Bika Bass 25 và một đôi loa nhỏ, cục đẩy thì chưa được tốt. Và khi mà sử dụng chiếc JBL này với bộ mic LR thì là khó dùng, chung lại là khó dùng. Cách 200 là một dòng văng số hay, chất âm sạch sẽ, kể cả effect cũng rất là sạch sẽ. Thế nhưng mà để làm cái effect mềm mại dễ hát nhưng mà lại chân thật ấy, thì phải nói rằng nó rất khó trên cái dòng JBL cách 180 cũng như là cách 200. Cách 200 thì ra trước, còn cách 180 ra sau. Nhưng mà cái effect ở trên JBL cách 200 cũng như là cách 180 là cái hãng băng số, cái đời băng số là khó làm cái effect. Nhưng nếu chúng ta làm tốt thì là rất là hay. Thì nhân tiện căn chỉnh thì em sẽ chia sẻ các anh em để các anh em có thể là nắm bắt được cái phương pháp cũng như cái thông số mà em cài đặt ở trên chiếc băng số này. Và một điều nữa là để cho các anh em có thể tin được như này, để cho các anh em có thể là tin là mua băng số và gửi băng số đến cho Thanh Hồng Audio KTV căn chỉnh ấy, thì các bác em sẽ tham khảo một chút. Đây là chú này thì trước đây đã gửi cho em như vậy là Siso T3. Chú này đã gửi cho em Siso T3. Và trong quá trình như vậy là sử dụng thì nó lệch lạc, thì em gửi file cho chú này. Đây là một cái mà các anh em khi mà mua văn số của em hay gửi văn số căn chỉnh ấy, thì em sẽ hỗ trợ các bác và anh em. Và em tin rằng là chú em này sau khi sử dụng mấy cái file mà em gửi cho chú em này, bởi trước đây thì chú em này đã gửi vang cho em căn chỉnh và nó bị lệch lạc, thì chú này có xin hỗ trợ. Thế còn đây một cái nữa này, các anh em có thể là tham khảo về cái đây là một chiếc vang sân xui. Đây là một chiếc vang sân xui mà em căn chỉnh cho chú em này. Đây là vang sân xui nhé. Không riêng gì một loại mà em làm rất nhiều loại vang, rất nhiều loại làm vang chứ không phải là một loại. Nếu như mà chỉ có làm một vài loại thì là như vậy là nó lại là một chuyện. Nhưng mà đây là một chú em là gửi cho em vang sân xui này, các bác anh em thấy đây. Cũng phải đưa những cái thông tin này để các bác anh em có thể thấy được rằng là cái khả năng căn chỉnh của Thanh Hồng Audio KTV. Cho nên rằng là các bác cứ yên tâm là khi mà em đã làm và chia sẻ là các anh em dùng được, các anh em sẽ dùng được. À đây, lại cho các bác anh em xem về chú em này này. Chú em này là mua vang X5 của em này. Chú em này là mua vang X5 của em. Sau khi thì có nghịch ngợm căn chỉnh thì là em có hỗ trợ chú này. Đây là chú em mà mua của em chiếc băng số X5. Và sau khi nghịch ngợm căn chỉnh thì em có hỗ trợ cho em này được một kết quả rất là tốt. Đây, các bác anh em thấy. Đây là băng số X5 nhá. Thế cho nên rằng là bất kỳ một loại băng số gì ấy là Thanh Hồng có thể làm được tốt cho các anh em, chứ không phải là nói bừa nói liều đâu. Để em làm được là nói được. Thế thì bây giờ sẽ thử chất âm ở trên JBL cách 200. Làm nhiều JBL cách 180 thì cứ quen. Làm ở chỗ này các chế độ như sau: sáng tiếng này, sáng hơn này. Đây, các chế độ làm đây. 10 chế độ. 10 chế độ ở chỗ này sử dụng. Và bây giờ sẽ gọi cái này ra nhá. Thử âm và chia sẻ luôn các anh em này. Thử âm nhá. Và bây giờ là cổng main là đang kết nối với lại DK và JBL. Và B và B nó tương đồng với Bika của chú này nhé.
chú này đang sử dụng Bika bát 25. Thì bây giờ trên cục đẩy kia là kênh 34 thì là BB này, 12 là loa full này. Bây giờ sẽ thử loa full nhé, ở chế độ sum 1 và mic sẽ cho to lên một chút này để các anh em có thể là nghe này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tức là à đây quên. Thử lại. Nhầm. Đây, bây giờ thử lại. Đây, đây mới là một đôi này. Bây giờ thử lại nhá. Đây là cổng main là kết nối với JBL và DK này. Lúc nãy thì em có test cái vang S700 Plus cho nên là chuyển sang đấy. Còn đây là kết nối BB nhá. SRSL là BB này. SR là BB. Còn đây là loa ấy này. Loa JBL với loa DK nhá. Bây giờ sẽ thử thằng nào tiếng mic nó bé lắm phải không? Bây giờ trên cục đẩy này là giảm này. Đây, cục đẩy này giảm nhá. Đây. Đây là cục đẩy của JBL, đây là của DK này. Còn đây BB này. Bây giờ sẽ thử âm này, một đôi này. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 9. Thế còn bây giờ sẽ giảm DK, giảm JBL này, tăng BMB này, một đôi BB nhá. Và kết nối cổng sâu dao nhá. Cổng sâu dao đây. Các anh em sẽ nghe được cái chất âm ở trên BMB này. Đây. BB này. 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9 1 2 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Bây giờ em chia sẻ với anh em nhé, từng phần một nhé. Ở đầu tiên là e cho này, đây là e cho, khó nhìn cho các anh em này. Nhìn này, đây là e cho này, nó lóa kiểu gì đây. Rồi, như này để cho các anh em nhìn này, đây là e cho này, dì vợt này, dì vợt này, mên này. Mới khó ở trên cái dòng JBL cách 180 cũng như là cách 200 nhá. Một cái khó ở trên JBL cách 180 cũng là gì cái 200 là cái này này. Nhiều các bác anh em hỏi em về cái này này. Trên cách 180 thì đỡ hơn, còn trên cách 200 ấy là rất chính xác về cái theo sớt rồi nhá. Nếu chúng ta không làm cái limit đầu ra này này. Nếu chúng ta không làm limit đầu ra thì nó không hay. Nhưng mà làm ấy mà để sâu quá là hỏng chất âm nhá. Riêng cái X200 nếu như mà chúng ta để sâu cái theo sớt này này là nó bị bó mic nhá. Thậm chí là như vậy là khi alo nó còn bị nghẹt tiếng. Và đây là các thông số ở trong cái limit này. Đây cổng canter này. Đây cổng canter này. Cổng sub này. Làm sub ảnh hưởng đến nhạc và mic nhá các bạn. Làm sub là ảnh hưởng đến nhạc và mic. Cổng sâu dao này. Đây là cổng sâu dao. Cổng sub, canter, main, dì vợt, e cho, đây mic này. Các anh em tham khảo về phần mic này. Đây là các anh em nhìn các thông số ở phía trên này nhé. Đây này. Cái hàng phía trên này này. Hàng phía trên này nó có liên quan đến tần số này, gain và giá trị quy này. Phần music. Làm music nó ảnh hưởng chất âm của phần mic và phần effect mà. Cho nên các bác anh em tạm thời áp dụng theo cái phương pháp của em và thông số của em nhé. Và cái tổng.
FX tổng là âm 4 nhá. FX tổng âm 4, còn bên này là mic và một xích. Thì đây là toàn bộ cấu hình của chiếc van số Dealer Cách 200 của chị em ở Tây Ninh. Thế còn chiếc đây này. Đây là chiếc DBS 700 Plus thì em cũng test qua rồi, nó cũng chẳng ra gì đâu. Thì là như vậy là em sẽ chia sẻ xong.